Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi bản tin dự báo giá vàng tuần tới từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 7 tháng 3 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn cho rằng đây là thông tin hữu ích, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Các bạn thân mến, trong tuần này, đúng như nhận định của giới phân tích về thị trường vàng, khi giá vàng đã giảm mạnh và đứng ở ngưỡng thấp nhất trong vòng 8 tháng qua, tính từ tháng 6 năm 2020. Mỗi khi giá vàng có phiên bật tăng thì ngay lập tức các quỹ ETF xả hàng với số lượng vàng lớn ra thị trường. Lượng vàng nắm giữ của SPDR, quỹ tín thác vàng lớn nhất toàn cầu, hiện chỉ còn 1.093,53 tấn. Tuần qua, quỹ ETF này giao dịch 5 phiên và cả 5 phiên đều bán ra với tổng lượng vàng là 34,11 tấn. Các bạn thân mến, trong tuần vừa qua, vàng thế giới khởi điểm ở mức 1.785 đô la Mỹ và chốt tuần ở mức 1.735 đô la. Như vậy, trong tuần qua, vàng thế giới đã giảm 50 đô la Mỹ một ounce với tỷ lệ là 2,8%, tính ra tiền Việt Nam khoảng 1.160.000 đồng. Còn là tại thị trường trong nước, giá vàng SJC ghi nhận mức giảm nhẹ 100.000 đồng một lượng. Khi giá vàng SJC khởi điểm tuần ở mức 56.300.000 đồng một lượng, vào cuối tuần ở mức là 56.200.000 đồng một lượng. Như vậy, hiện giá vàng trong nước đang tiếp tục cao hơn giá vàng thế giới trên 7 triệu đồng một lượng. Sau đây, mời các bạn hãy cùng vào nội dung chính của bản tin ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, giá vàng thế giới đã mất gần 100 đô la Mỹ mỗi ounce trong tuần này, khi mà giá xuống thấp nhất ở mức là 1.714 đô la Mỹ. Đây là mức thấp nhất trong vòng 8 tháng qua. Nhưng đợt bán tháo hiện tại có thể là chưa kết thúc, khi tại phố Wall nhận định mức giá có thể sẽ thấp hơn vào tuần sau từ ngày 1 cho đến ngày 7 tháng 3, theo khảo sát vàng hàng tuần của hãng Kitco News. Các nhà phân tích nói với sàn Kitco News rằng thị trường kim loại quý vào tuần tới là một câu chuyện phụ thuộc tất cả vào lợi suất trái phiếu của Mỹ và đồng đô la Mỹ, khi mà vàng vừa tăng tốc đà giảm do áp lực bán kỹ thuật. Vào hôm thứ Năm, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng lên trên ngưỡng 1,6%. Đây là mức cao nhất trong vòng một năm qua. Ông Colin Szynski, chiến lược gia trưởng về thị trường của CA Management cho biết, kẻ thù của vàng là đồng đô la Mỹ dường như đang phục hồi khi các nhà đầu tư chú ý đến lợi suất trái phiếu kho bạc tăng. Theo khảo sát giá vàng hàng tuần của hãng tin Kitco News, tổng cộng có 13 chuyên gia thị trường đã tham gia cuộc khảo sát trên phố Wall trong tuần này. Có 8 nhà phân tích, tương đương với 61,5% cho rằng giá vàng sẽ giảm trong tuần tới. 3 nhà phân tích khác, tương đương với 23% nói rằng giá vàng sẽ tăng. 2 chuyên gia còn lại, tương đương với 15,5% cho biết họ trung lập với kim loại quý này. Về thị trường bán lẻ, có 669 người đã tham gia cuộc thăm dò trực tuyến. Tổng cộng có 351 người, tương đương với 52,5% cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 223 người khác, tương đương với 33,3% dự đoán giá vàng sẽ giảm. Trong khi 95 người còn lại, tương đương với 14,2% nhận định giá vàng sẽ đi ngang. Các bạn thân mến, trong tuần này ghi nhận số người tham gia cuộc khảo sát trực tuyến trên thị trường bán lẻ thấp nhất trong vòng một năm qua. Trong cuộc khảo sát tuần trước, trên phố Wall nhận định giá vàng sẽ giảm trong tuần này, trong khi trên thị trường bán lẻ xác nhận tâm lý tăng giảm khá tương đồng. Như vậy, cho tới thời điểm hiện tại, có một câu hỏi đặt ra là giá vàng sẽ giảm tới mức nào trong thời gian tới. Sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi những nhận định của các chuyên gia thế giới nhé. Theo các nhà phân tích, mức hỗ trợ lớn tiếp theo mà vàng có thể sẽ kiểm tra vào tuần tới là ở mức 1.700 đô la Mỹ, và rất nhiều điều sẽ phụ thuộc vào việc kim loại quý có thể giữ được nó hay không. Giám đốc mảng ngoại hối toàn cầu Ben Nockburn, ông Mark Chandler cho biết, đà tăng của vàng đã thất bại trong tuần này khi thị trường tiến gần đến đường trung bình động 20 ngày. Mức thoái lui 61,8% tiếp theo là ở gần ngưỡng 1.690 đô la Mỹ. Tôi nghi ngờ đó là nơi mà nó hướng đến trong trung hạn. Tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy thị trường tích lũy trong thời gian tới. Ông Arian Day, giám đốc điều hành của Arian Day Management cho biết, tuần tới có thể mang lại sự sụt giảm cuối cùng về giá. Nhà lãnh đạo này nhận định, về cơ bản, mọi thứ đều tích cực đối với vàng,
với thanh khoản dư thừa lớn trên khắp thế giới. Đồng đô la chỉ đang bật ra khỏi mức thấp, nó vẫn thấp hơn lúc trước cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Trong khi lãi suất tăng lên ở cuối đường cong dài hạn, không phải ngắn hạn và vẫn âm trong điều kiện thực tế. Trên hết, thị trường cần một sự rửa trôi và thay đổi tâm lý. Một trong những nhận định bi quan nhất trong cuộc khảo sát tuần này là ông Mark Libreville, người đã đặt câu hỏi liệu chúng ta có thể thấy giá xuống thấp tới mức 1.500 đô la Mỹ hay không. Ông cho rằng có quá nhiều người đón giá vàng tăng, các chỉ số kỹ thuật từ trung tính đến giảm, mức giá 1.500 đô la Mỹ có ở phía trước hay không. Ông Mark Libreville có vẻ là đang đùa với thị trường phải các bạn. Giá vàng thế giới không thể nào mà xuống dưới mức 1.500 đô la Mỹ được. Đó là theo nhận định của các chuyên gia. Và riêng bản thân VinFast cũng cho rằng mức 1.500 đô la Mỹ rất khó xảy ra trong thời gian này. Và thật bất ngờ, chuyên gia bi quan nhất lại tin rằng vàng sẽ tăng trong tuần tới. Bất chấp cuộc khảo sát về giá vàng đã giảm mạnh, vẫn có một số nhận định lạc quan hơn, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn trong tuần tới. Ông Ole Hansen, người đứng đầu mảng chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Sa Sô nhận định: lần đầu tiên sau 4 tuần, tôi nhận định giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Lý do cho điều này là thực tế thị trường chứng khoán đang bắt đầu bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng của lãi suất. Nỗi đau của việc lãi suất tăng hiện tại đã lan rộng ra thị trường chung, do đó đã tạo ra một lực nhỏ mua vàng trú ẩn an toàn để bù đắp một phần lãi suất thực phi mã. Quyết tâm của ông Powell có thể sẽ được thử nghiệm sau sự đánh giá sai lầm khủng khiếp của ông ấy về thị trường vào tuần trước. Nền kinh tế của Mỹ không thể có được lợi suất cao hơn và mức tăng đột biến trong tuần này sẽ làm tăng sự tập trung vào các biện pháp kiểm soát đường cong lợi suất. Một sự kiện sẽ khiến cho lợi suất thực tế và đồng đô la Mỹ thấp hơn và tất nhiên là vàng sẽ tăng giá. Các bạn thân mến, như vậy là giá vàng đã đứng ở tháng thua lỗ thứ 2 trong năm 2021 khi thị trường đã kết thúc tháng 2 và các nhà phân tích cảnh báo về hành động giảm giá nhiều hơn về việc kim loại quý đang kiểm tra ở mức hỗ trợ quan trọng. Giá vàng sau khi đã khởi đầu năm ở mức 1.912 đô la Mỹ, kim loại quý đã chạm mức thấp nhất trong vòng 8 tháng qua ở mức 1.714 đô la Mỹ vào hôm thứ Sáu, đã giảm gần 200 đô la Mỹ kể từ đầu năm đến nay. Các nhà phân tích nói với sàn Kiko News rằng nếu như giá vàng không giữ được ở mức 1.700 cho đến 1.725 đô la Mỹ vào tuần tới, thì đợt bán tháo có thể sẽ không kết thúc. Hiện nay, hợp đồng vàng tương lai ra tháng 4 năm 2021 được giao dịch trên sàn COMEX đứng ở mức 1.729,1 USD, giảm 2,61% trong ngày hôm thứ Sáu. Chiến lược gia thị trường cao cấp ông Charlie Dubdo của tập đoàn LaSalle Futuri cho biết vàng đã vượt qua các mức thấp gần đây và tất cả các mức trung bình hàng tuần. Chúng tôi có thể kiểm tra ở mức là 1.700 đô la Mỹ vào tuần tới. Nguyên nhân chính khiến cho vàng đi xuống là lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng, đạt mức cao nhất trong vòng một năm là 1,6% trong một đêm, và đồng đô la Mỹ đã mạnh lên. Giám đốc giao dịch toàn cầu của sàn Kiko News, ông Peter Hung cho biết, hoạt động bán tháo ngày hôm thứ Sáu cũng được đẩy nhanh nhờ bán kỹ thuật và sau khi kim loại quý này đã giảm xuống mức trung bình động 200 ngày. Khi giá vàng đạt ở mức 1.817 đô la Mỹ vào hôm thứ Hai, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm ở trong phạm vi là 1,2%, nhưng vào cuối tuần này nó đã đứng ở mức là 1,51%. Các bạn thân mến, tuần tới có 23% chuyên gia trên phố Wall và 52,5% số người được khảo sát trên thị trường bán lẻ cho rằng giá vàng sẽ tăng. Đây là một tỷ lệ cho thấy tâm lý trên thị trường vàng đang trở nên trái chiều sau khi giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 8 tháng qua. Khi trong tuần này, giá vàng đã về sát ngưỡng 1.714 đô la Mỹ. Rõ ràng là thị trường đã không còn thu hút giới đầu tư đối với kim loại quý này. Hiện nay, giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng SJC trong nước ở chiều bán là trên 7 triệu đồng một lượng. Nguyên nhân khiến cho giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới, Minh Phát cũng đã trình bày ở nội dung của bản tin buổi sáng ngày 27 tháng 2. Những nhận định và đánh giá ở trên chỉ là theo góc độ cá nhân, còn giá vàng thực tế diễn biến tăng hay giảm trong tuần tới chắc chắn sẽ còn phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố chủ quan lẫn khách quan. Vì vậy, chúng ta hãy cùng chờ đón xem nhé. Các bạn thân mến, bản tin dự báo giá vàng tuần tới từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 7 tháng 3 năm 2021 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại.
Các bạn nhớ hãy đón xem các bản tin được cập nhật liên tục hàng ngày và mới nhất trên kênh của Minh Phát nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Chúc các bạn cùng gia đình ngày nghỉ cuối tuần sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực. Nếu như các bạn cho rằng đây là thông tin hữu ích, các bạn đừng quên nhấn giúp mình phát một like, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.